Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới thật là bình yên nha các bạn. Hy vọng xem qua video các bạn cập nhật được nhiều thông tin bổ ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay xin phép các bạn mình cập nhật tình hình cựu Tổng thống Donald Trump. Sắp tới sẽ có một cái phiên xử luận tội ông Trump như thế nào hả các bạn? Theo tuyên bố nổi bật của Tổng thống Joe Biden về phiên xử ông Trump, theo ông chia sẻ là phiên xử luận tội ông Trump lần 2 phải diễn ra, dù nó có thể là ảnh hưởng tới chương trình nghị sự, việc xác nhận các thành viên nội các của ông. Ngày 25 tháng 1, ông chia sẻ với phóng viên CNN, tôi nghĩ rằng nó phải xảy ra, trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn ở cánh tay của Nhà Trắng. Cuộc phỏng vấn diễn ra khi các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Hạ viện chính thức chuyển điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện. Người đứng đầu Nhà Trắng nói với CNN rằng ông thừa nhận phiên xử luận tội ông Trump ở Thượng viện dự kiến xảy ra vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, có thể ảnh hưởng tới lịch trình các kế hoạch lập pháp của ông cũng như là việc xác nhận đề cử. Tuy nhiên, nếu mà không diễn ra thì tác động còn tệ hơn, đó là lời chia sẻ của Tổng thống Joe Biden ha các bạn. Tân Tổng thống Mỹ cũng cho biết thêm thông tin 17 thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu kết tội ông Trump. Nếu 50 thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ bỏ phiếu kết tội ông Trump, vẫn còn có thêm sự ủng hộ của 17 thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, có thể là đạt được 2/3 đa số ủng hộ về việc này. Theo Tổng thống Joe Biden nói thêm, phiên xử luận tội sẽ có kết quả khác nếu ông Trump còn nhiều thời gian ở tại nhiệm hơn. Thượng viện đã thay đổi kể từ khi tôi có mặt ở đó, nhưng nó không thể thay đổi nhiều. Đầu tháng này, ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội 2 lần trong quá trình là tại nhiệm của ông hay các bạn, sau khi bị cáo buộc kích động về những người mà bạo loạn, bạo động tấn công trụ sở Quốc hội hôm ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn các cơ quan này xác nhận chiến thắng bầu cử của ông Joe Biden. Cuộc đột kích buộc cả Thượng viện lẫn Hạ viện phải tạm dừng hoạt động, các nghị sĩ phải chạy tới nơi khác ẩn nấp an toàn. Thì trong cái thời gian đó các bạn biết rồi, những người fan hâm mộ, những người phía bên đảng của Tổng thống Donald Trump đó các bạn, họ sẽ kéo tới Quốc hội và họ làm loạn ở đó. Tất cả những người đó ồ ạt trong phía Quốc hội và leo lên bàn và những cái giấy tờ lung tung, thậm chí là lấy luôn cái bục của Chủ tịch Hạ viện bà Pelosi hay các bạn. Cái điều đó hết sức là hỗn loạn trong cái thời gian đó các bạn ơi. Nhưng mà chỉ sau vài giờ sau khi lực lượng hành pháp đảm bảo an toàn của tòa nhà Quốc hội thì chính thức mới là xác nhận kết quả phiếu đại cử tri. Thông tin cho biết vụ xử luận tội thứ tư trong lịch sử Mỹ dự kiến kéo dài và hiện vẫn chưa rõ những nhân chứng nào sẽ được triệu tập. Tòa án Chánh án tối cao ông John Roberts sẽ không chủ trì quá trình này như ông đã từng làm trong phiên xử luận tội ông Trump lần đầu tiên vào năm ngoái. Thay vào đó, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Chủ tịch Thượng viện tạm thời, sẽ là người chủ trì phiên xét xử. Sau khi mà cựu Tổng thống Donald Trump rời khỏi Nhà Trắng thì gia đình ông chuyển về bang Florida sinh sống ha các bạn. Và có một thông tin mới đây, vào ngày 25 tháng 1 thì được thông báo là Tổng thống Donald Trump đã mở một văn phòng nhằm thúc đẩy lợi ích của nước Mỹ và tiếp tục vận động chương trình nghị sự của chính quyền trước đây của mình. Thông tin được đưa ra cách đây không lâu, đó là vào ngày 25 tháng 1, chưa đầy 1 giờ trước khi Hạ viện chuyển nghị quyết luận tội ông lên Thượng viện. Động thái của Hạ viện đã khởi động phiên tòa luận tội thứ 2 nhằm vào ông Trump. Cựu Tổng thống Trump bị cáo buộc kích động đám đông xông vào đồi Capitol hôm ngày 6 tháng 1 năm 2021 khi Quốc hội Mỹ chuẩn bị xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử. Văn phòng mới của ông sẽ hoạt động ở bang Florida, nơi ông Trump chuyển đến sau khi rời Nhà Trắng vào tuần trước. Tuyên bố cho biết văn phòng sẽ chịu trách nhiệm quản lý thư từ, tuyên bố trước công chúng, sự xuất hiện và các hoạt động chính thức của cựu Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy lợi ích của Mỹ và đeo đuổi sự chương trình nghị sự của ông Trump thông qua vận động, tổ chức và hoạt động công khai. Liên quan tới việc luận tội ông Trump, theo chia sẻ của ông Patrick Leahy là thành viên lâu năm nhất của Thượng viện thuộc đảng Dân Chủ, hôm 25 tháng 1 cho biết ông sẽ chủ trì phiên tòa luận tội tại Thượng viện. Còn chánh án Tòa án tối cao ông John Roberts sẽ chủ trì phiên luận tội đầu tiên của ông Trump vào năm ngoái, theo quy định của hiến pháp trong các vụ luận tội tổng thống. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ có thể làm chủ tọa khi người bị luận tội không phải là tổng thống đương kim, theo một nguồn tin Thượng viện giấu tên cho biết. Còn năm nay, ông Leahy đã 80 tuổi, là nhà lập pháp đến từ bang Vermont. Ông nhậm chức vào năm 1975, hiện là thượng nghị sĩ có thâm niên nhất trong cả hai phái đảng. Ông Leahy cũng cho hay, khi chủ trì phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump, tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ, hiến pháp cũng như là các nghĩa vụ tuyên thệ để điều hành phiên tòa một cách công bằng, phù hợp với hiến pháp và luật pháp. Tuy nhiên, phiên tòa dự kiến không diễn ra trước vào ngày 9 tháng 2. Những cái thời gian cụ thể, ngày cụ thể thì chưa có được tiết lộ các bạn ơi. Theo ông Leahy, hiện tại là chủ tịch tạm thời của Thượng viện, đồng thời với nghĩa là ông được trao quyền chủ trì các phiên họp của Thượng viện khi Phó Tổng thống Harris vắng mặt. Tuy nhiên, nhiệm vụ đó thường được luân chuyển giữa các thượng nghị sĩ của đảng chiếm thế đa số. Với vai trò là chủ tịch Thượng viện tạm thời, ông Leahy, thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, hiện là người thứ ba trong hàng ngũ kế vị Tổng thống, sau Phó Tổng thống Harris và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Thì được biết là các bạn thấy là trước đây Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi đó với cựu Tổng thống Donald Trump, họ có những cái bất đồng ý kiến, và đồng thời bà trước đây cũng đã phát biểu nếu như ông Trump không chịu rời khỏi Nhà Trắng thì bà có thể là túm tóc lôi ông ra khỏi Nhà Trắng ha các bạn. Và những cái ý kiến bất đồng giữa hai người đã xảy ra từ lâu rồi các bạn ơi. Năm nay thì bà Chủ tịch Hạ viện cũng đã là 82 tuổi. Những người mà trong Bộ Chính trị hầu như là trong cái nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ lần thứ 46 này, ai cũng là người lớn tuổi. Bà Chủ tịch Hạ viện thì 82, còn Tổng thống Donald Trump cũng 74. Tổng thống Joe Biden là người Tổng thống lần thứ 46, cũng năm nay là 79 tuổi ha các bạn. Những người trong hàng ngũ Bộ Chính trị, những người trong cấp cao họ đã nhiều tuổi. Và ông Leahy năm nay cũng là 80 tuổi ha các bạn. Thời gian cụ thể khi mà luận tội diễn ra thì chưa được báo chí đưa tin ha các bạn. Có lẽ chúng ta phải chờ đợi tới ngày hôm đó và cái kết quả luận tội như thế nào. Có những nguồn tin cho biết có thể là dự đoán ông Tổng thống Donald Trump có thể là trắng án giống như lần trước hay không. Cái điều này thì chúng ta sẽ chờ đợi, và không biết ông có thoát được cái luận tội trắng án như lần trước thì cái điều may mắn. Tuy nhiên, cái việc thông tin là khi mà ông bị luận tội thì những cái việc mà ông có vi phạm thì sau này ảnh hưởng tới quyền lợi sau khi mà ông rời khỏi Nhà Trắng, những cái quyền lợi dành cho là cựu tổng thống, không nhận lương nè. Tuy nhiên thì các bạn biết một cái điều hết sức là đặc biệt luôn các bạn, trong cái thời gian nhiệm kỳ tại vị của Tổng thống Donald Trump đó các bạn, thì ông không có lãnh lương, có nghĩa là ông từ chối cái việc nhận lương của tổng thống. Vì có lẽ là trước đây ông là một nhà doanh nghiệp, một nhà kinh doanh rất là nổi tiếng và ông rất là giàu có. Cho nên khi bước chân vào con đường chính trị ở Nhà Trắng thì ông không có nhận đồng lương của một người là tổng thống đương kim ha các bạn. Sau khi mà luận tội, ông có tội hay là không thì cái việc ông không quan tâm tới cái việc và quyền lợi có lãnh lương hay không. Tại vì khi mà lúc đương kim thì đã không lãnh lương rồi, cho nên khi mà về là cựu tổng thống rời khỏi Nhà Trắng thì cái việc mà lãnh lương chắc có lẽ đối với ông là cái điều đó ông không quan tâm. Vì trước đây ông là một doanh nhân làm ăn rất là thành đạt, họ rất là giàu có, cho nên cái việc mà lãnh lương của Tổng thống Mỹ thì ông đã từ chối và ông không nhận lương trong cái thời điểm mà tại vị. thì hy vọng là cái cuộc luận tội lần tới ông sẽ là cái người có thể là được trấn án hay không thì chúng ta sẽ chờ đợi cái kết quả ha các bạn. Nếu có thông tin gì mới thì mình sẽ xin phép cập nhật thêm cho các bạn. Còn hiện tại thì mình dừng video ở đây ha các bạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình xem nhiều video hơn nữa nha các bạn. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau.